năng động, khỏe khoắn và vẫn đảm bảo được phong cách thời trang như chính bản thân của chúng ta mỗi ngày khi mà quý vị sở hữu ngay combo 2 quần jean nam đến từ thương hiệu B&Ago. Và như tất cả quý vị cũng thấy thì ở đây mình sẽ có hai tông màu xanh đúng không ạ? Màu xanh đậm truyền thống và một màu xanh nhạt hơn một chút. Và với thiết kế kiểu quần với form dáng chuẩn như vậy, mình có thể kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau nè, dành cho những đấng mày râu trong gia đình của mình, từ ông xã và các chị em phụ nữ nhà mình nha, các bạn trai hay là các cậu con trai của nhà mình nữa, vẫn có thể là sở hữu ngay combo 2 quần jean nam của thương hiệu B&Ago. Và chúng ta có thể là phối kèm với áo thun quà tặng, những chiếc áo thun trơn màu với lại sắc màu khỏe khoắn và trẻ trung, hoặc là chúng ta phối kèm theo cùng với lại những chiếc áo sơ mi nè, mình có thể là mặc khi đi làm, rồi mặc khi đi học, hoặc là khi mà chúng ta có những cái buổi tiệc ở bên ngoài và những khi mà chúng ta cần phải đi dã ngoại, đi cắm trại, đi chơi xa nữa quý vị nha. Mua sắm ngay bây giờ đã có ngay mức giá rất là hấp dẫn luôn cho combo 2 quần jean nam với 2 tông màu cùng với nhiều size cho quý vị lựa chọn, từ size 30 đến size 33 luôn, với cân nặng dao động để mà chúng ta có thể mua sắm ngay phù hợp cho từng số đo, từng cân nặng khác nhau của mỗi thành viên trong gia đình của mình các chị em nha. Với mức giá hấp dẫn ngày hôm nay 499.000 đồng, ngoài ra thì mình sẽ còn được nhận tặng thêm một bộ ba quà tặng nữa, tặng cho quý vị thêm 2 chiếc áo thun trơn màu với kiểu dáng trẻ trung nè, thêm một chiếc quần jean lửng nữa, rất là trẻ trung luôn, mình có thể phối hợp được với nhiều trang phục và cả những trang phục thể thao khi mà chúng ta mặc ra bên ngoài các chị em nha. Nhanh chóng đặt hàng ngay, một món quà dành đến đấng mày râu trong gia đình của mình cùng VTV Hyundai Hồng Shopping. Combo 2 quần jean nam ống suông của thương hiệu B&Ago, form dáng rộng thoải mái khi vận động, chất liệu dày dặn không xù lông, đường may tinh tế chắc chắn, không chứa formaldehyde, yên tâm khi sử dụng. Phong cách khỏe mạnh nam tính, dễ dàng phối với nhiều trang phục khác nhau. Thưa quý vị, và với combo 2 quần jean nam ống suông của thương hiệu B&Ago, chúng ta dễ dàng phối hợp được với nhiều loại trang phục khác nhau nè, từ áo sơ mi đến cả áo thun quà tặng đi kèm nữa. Và bên cạnh đó thì quý vị đừng quên là sẽ còn có thêm quà tặng là một chiếc quần jean ngắn và 2 áo thun quà tặng quý vị nha. Combo đầy đủ sản phẩm cho phái nam nhà mình. Hãy nhanh tay sở hữu combo 2 quần jean nam ống suông của thương hiệu B&Ago, giá hấp dẫn chỉ 499.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 áo thun nam và một quần jean ngắn, kích thước tương ứng với kích thước quần jean, số lượng có hạn, áp dụng cho 70 đơn đặt hàng mỗi lần phát sóng. Minh Trí và Tú Trinh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh mua sắm VTV Now Shopping. Có thể nói là thời trang có thể là thay đổi nhiều xu hướng khác nhau, tuy nhiên là với những cái loại chất liệu jean thì nó luôn luôn là phù hợp với mọi xu hướng. Có thể là chị em phụ nữ vẫn thích mặc quần jean và cả nam giới cho nhiều ở giai đoạn lịch sử và thời gian như thế nào. Và hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là dòng sản phẩm những chiếc quần jean với một cái ống suông như thế này dành cho nam giới quý vị và các bạn nha, để giúp cho chúng ta là có thể là dễ dàng mình phối với nhiều loại trang phục khác nhau đến từ thương hiệu B&Ago. Và đây là những combo quần jean mà quý vị thấy rằng là mình sẽ có một tông màu xanh rất là truyền thống đúng không ạ? Màu xanh đậm hơn và màu xanh nhạt hơn một chút luôn. Tuy nhiên Minh Trí thấy rằng là với tông màu xanh này nè, mình có thể dễ dàng phối hợp được với nhiều sắc màu áo khác nhau, từ áo thun đến áo sơ mi, từ màu sáng, màu đậm và cả màu trung tính nữa. Và với kiểu dáng là ống suông như vậy, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau luôn các chị em nha. Đồng thời với thiết kế trẻ trung nè, và chất liệu jean như thế này đây rất là dễ dàng khi mà chúng ta mặc vận động hàng ngày luôn, và mang đến sự thoải mái tối đa dành đến cho người sử dụng nữa. Và khi mà quý vị mua sắm trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị đừng quên là mức giá của chúng ta sẽ rất là ưu đãi luôn đấy ạ. Ngoài combo là 2 quần jean nam của thương hiệu B&Ago với kiểu dáng suông như thế này, nhưng mức giá chỉ là 499.000 đồng cho combo là 2 quần jean nam như vậy các chị em nha. Mà mình mua sắm mình còn thêm quà tặng cho các đấng mày râu trong nhà của mình nữa nè, thêm 2 áo thun nam thời trang với lại là kiểu dáng phong suông nè, dễ dàng phối hợp với sản phẩm chính luôn, và thêm một chiếc quần jean ngắn nữa để mình có thay đổi phong cách trẻ trung hơn, năng động hơn vào những ngày cuối tuần quý vị nha. Và thưa quý vị, với bộ sản phẩm này thì quý vị yên tâm hơn khi mà chúng ta có nhiều size cho mình dễ dàng lựa chọn nữa nha. Ví dụ như với Minh Trí nè, hay là bất kỳ đấng mày râu nào, chúng ta có những cái cân nặng dao động từ 55kg cho đến là hơn 70kg đó Trí ơi. Mình vẫn có từng size là từ size 30 đến size 33 phù hợp cho chúng ta lựa chọn và đặt hàng ngay bây giờ luôn đó. Còn ngay bây giờ là thời điểm để quý vị và các bạn cân nhắc đặt hàng để giúp chúng ta có ngay chọn một combo 2 chiếc quần jean ống suông như thế này của thương hiệu B&Ago, được tặng thêm một chiếc quần jean ngắn nữa và tặng thêm áo thun nữa quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng gọi vào số tổng đài ngay bây giờ đã hiển thị trên màn hình. Chúng tôi tư vấn và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Thưa quý vị, giao hàng về tận nhà cho quý vị và miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc, và đồng thời chúng ta không cần phải chi trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào ngoài mức giá là 499.000 đồng để mình sở hữu ngay combo 2 quần jean nam ống suông đến từ thương hiệu B&Ago. Với quần ống suông như vậy đó thì không có kén dáng người mặc đâu. Và như quý vị thấy là hôm nay chính Minh Trí nha cũng đã mặc một chiếc quần jean nam ống suông của B&Ago với size là size 32 thì vẫn mang đến cái sự thoải mái của ông anh Trí ha. Ngoài ra thì khi mà Trinh thấy là anh Trí phối hợp cùng với giày thể thao
nè, và cái áo sơ mi trắng nữa, thì nó mang đến phong cách rất là trẻ trung và năng động luôn đó anh Trí. Và chỉ cần một lần đặt hàng thôi, nam giới gia đình chúng ta có nhiều cân nặng khác nhau, ví dụ như là từ 55kg hay là trên 70kg, thì chúng ta cũng có những kích thước tương ứng là từ 30, 31, 32 và 33, và đổi trả kích thước trong vòng 7 ngày làm việc nếu như mà nhận hàng ngay tại nhà. Quý các bạn cảm nhận là chiếc quần jean mình đã chọn với cái màu sắc thì rất là ưng ý rồi, nhưng mà kích thước thì nó chưa vừa vặn, hơi rộng quá hoặc là hơi chật quá thì mình mặc vào cái form dáng mình sẽ không đẹp và không tự tin, thì chúng ta có thể là đổi trả kích thước lại cho quý và các bạn với những chiếc quần phù hợp với mình hơn, được tặng thêm hai áo thun nè với cái màu sắc trơn và dễ dàng mình phối với áo khoác ở bên ngoài, hoặc là tặng thêm cho quý vị thêm một chiếc quần jean ngắn nữa để mình có thể là đi chơi nè, đi vận động, đi dã ngoại, đi picnic hay là đi cuối tuần đi vui chơi với bạn bè chẳng hạn, cùng với kích thước với quần jean chính mà quý và các bạn chọn lựa. Hãy nhanh chóng đặt hàng với mức giá chúng tôi áp dụng cho cả hai chiếc quần jean dài và ống suông chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Tặng hai áo thun nam, tặng một quần jean ngắn qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhinhdai.vn. Thưa quý vị, nhanh chóng đặt hàng ngay để chúng ta sở hữu combo hai quần jean nam ống suông của thương hiệu BN Ago với form dáng quần rộng thoải mái khi chúng ta vận động và mặc hàng ngày, chất liệu dày dặn và không bị xù lông, đồng thời là đường may tinh tế và chắc chắn nữa quý vị ạ. Không chứa phọt bandit nên chúng ta yên tâm khi sử dụng luôn nha, mang đến phong cách khỏe mạnh, nam tính, dễ dàng phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Với combo đầy đủ sản phẩm cho phái nam để dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau và ngay cả áo thun quà tặng hay là ngay cả quần jean ngắn nữa quý vị các bạn nha, đến từ thương hiệu BN Ago. Và với combo này thì quý vị sẽ có ngay một bộ sản phẩm đầy đủ cho phái nam của nhà mình và mức giá không thể nào hấp dẫn hơn 499.000 đồng, nhận tặng thêm hai áo thun nam thời trang, thêm một quần jean ngắn nữa và cùng kích thước với lại quần jean chính của chúng ta luôn quý vị nha. Tuy nhiên số lượng quà tặng rất là có hạn đó quý vị, chỉ áp dụng cho 70 đơn đặt hàng cho mỗi lần phát sóng thôi, nên chúng ta hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ. Đừng quên có thêm áo thun nam của thương hiệu BN Ago là quà tặng với phong cách màu trơn năng động, phong cách trẻ trung thời trang, phù hợp cho mọi hoàn cảnh và nhiều độ tuổi, tạo cảm giác thoải mái và tự tin khi mặc. Và với áo thun nam quà tặng của thương hiệu BN Ago có thiết kế trẻ trung cùng với đường chỉ nổi đẹp mắt nữa, và với sản phẩm quà tặng này mình kết hợp luôn với sản phẩm chính, và bên cạnh đó thì chất liệu thun co giãn nè, có độ bền màu cao, sợi thun mát mịn không nóng bất khi chúng ta vận động nhiều. Mua sắm ngay bây giờ để có ngay một món quà dành đến những đấng mày râu trong gia đình mình. Và sau đây là bảng kích thước tham khảo cho quần jean với kích thước từ 30 đến 33, tương ứng cho cân nặng từ 55 đến trên 70 kg, đổi trả kích thước trong vòng 7 ngày. Hãy liên hệ tổng đài để được tư vấn kích thước một cách chính xác nhất. Quý vị thân mến, có thể thấy là đối với các chị em phụ nữ như Trinh á, thì cái việc mà mua sắm quần áo thời trang đó anh Trí rất là đơn giản luôn. Mình có quá là nhiều sự lựa chọn khác nhau và kể cả thời gian chúng ta đi mua sắm nữa. Nhưng mà ngược lại đối với những đấng mày râu như anh Trí đây nè, hay là quý vị khán giả mà đang theo dõi chương trình này, thì đôi khi á, mình rất là ngại khi mà chúng ta phải đi mua sắm nhiều lần, rồi hay là mình hay nhờ bà xã của mình nè, hay là nhờ bạn gái của mình đó là mua giùm đi, sản phẩm nào mặc cũng được hết. Đàn ông á, thường là họ dễ tính hơn như vậy. Thế nhưng hiện nay thì quý vị cũng biết rằng á, là để tạo được một cái phong cách cho chính mình thì chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn về thời trang đúng không ạ? Do đó thì những đấng mày râu cũng bắt đầu trở nên khó tính hơn khi mà lựa chọn cho mình những chiếc áo thun nè, những chiếc áo sơ mi nè, và nhất là những chiếc quần jean, chiếc quần tây khi mà chúng ta mặc đi ra bên ngoài vẫn đảm bảo được sự trẻ trung năng động, bên cạnh đó là còn phải thoải mái khi mà chúng ta phải vận động thường xuyên mỗi ngày nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang có một cơ hội mua sắm đấy quý vị ạ. Khi mình sở hữu ngay combo bao gồm là hai chiếc quần jean nam với form dáng ống suông như thế này đến từ thương hiệu BN Ago, có tông màu xanh truyền thống, một xanh đậm và một xanh nhạt hơn một chút, giúp cho mình có thể phối hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau luôn, từ áo thun, từ áo sơ mi, và ngay bây giờ thì chính cả show host Minh Trí cũng đang mặc một chiếc quần jean ống suông của BN Ago đó quý vị. Tại sao quý vị các bạn nên có ngay những chiếc quần jean ống suông ở bên trong tủ quần áo của mình? Minh Trí biết rằng là đôi khi các bạn trẻ hơn một chút ở trên nè, đối với các bạn nam có một cái trào lưu là mặc cái quần jean quá nè, hay là mình xé rách một chút xíu. Tuy nhiên là đối với những cái quần jean đó thì chúng ta chỉ mặc ở trong một cái giai đoạn ngắn nào đó thôi. Và nó sẽ không phù hợp để khi mà mình đến những cái môi trường nó cần sự lịch thiệp hơn, nó cần sự trang trọng hơn, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính là trẻ trung và năng động. Thì hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn đến từ thương hiệu BN Ago, đó chính là những chiếc quần jean trơn màu và ống suông. Nói về màu trơn của quần jean thì chúng ta sẽ có hai cái màu cơ bản, đó chính là màu đậm và một cái màu jean nhạt hơn. Và cả hai cái màu này thì đều có thể mặc ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể đi chơi được nè, hoặc là có thể chúng ta đi làm mà mình cần những cái ngày mà mình thoải mái năng động hơn, mình mặc áo sơ mi cũng được, hoặc ngày nào mình cảm thấy nói mình cần cái sự mát mẻ dễ chịu thì mặc với áo thun cũng được quý vị và các bạn nha. Và quần jean trơn màu thì sẽ phù hợp cho nhiều độ tuổi nam giới khác nhau chẳng hạn, cho nên là sẽ rất phù hợp cho nhiều thành viên nam giới bên trong chính gia đình của mình. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn là không những là chúng ta sẽ có combo là hai chiếc quần jean dài mà được tặng thêm một cái quần jean ngắn nữa cùng kích thước với quần jean dài mà quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa. Như vậy là chúng ta sẽ có tới 3 chiếc quần jean lận quý vị và các bạn nha. Dù là quần ngắn hay quần dài thì đây là những cái sản phẩm cơ bản
về chất liệu jean mà nam giới nào cũng cần phải có thôi Trinh ha. Ừ, và khi mà chúng ta nhìn vào bộ sản phẩm này và kể cả quà tặng đó quý vị, thì điều đầu tiên quý vị thấy rằng là với thiết kế nó phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau luôn, tức là từ những bạn trẻ nè, những bạn học sinh sinh viên, hay là cả những các anh chị mà đặc biệt là các anh đang đi làm văn phòng rồi, hay là các đấng mày râu mà lứa tuổi trung niên hoặc là lớn tuổi hơn một chút, chúng ta cần tạo cái sự trẻ trung năng động và phá cách với quần jean, thì mình cũng có ngay những chiếc quần jean ống suông của thương hiệu Bianago. Và quý vị quan sát kỹ hơn thì từng sản phẩm của mình sẽ có đường chỉ may rất là tinh tế và chắc chắn luôn đấy ạ. Và đường chỉ may này là có cái màu nổi hơn so với màu quần của chúng ta, cũng là một cái điểm nhấn giúp cho sản phẩm nó mang đến một cái sự nổi bật dành đến cho người sử dụng luôn. Và ngoài ra thì chất liệu ở đây là sản xuất ngay tại Việt Nam, đồng thời là không hề tồn dư hóa chất độc hại, đây là formaldehyde quý vị nha. Cho nên khi mà chúng ta mặc vào đó quý vị, nó ôm sát vào trong cơ thể của mình nè, thì nó vẫn rất là an toàn luôn. Đồng thời khi mà chúng ta vận động, chúng ta ngồi xe máy nè, chúng ta đi lên đi xuống cầu thang, chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống, chúng ta ngồi trên máy bay, xe hơi hay là nhiều phương tiện khác nhau, thì nó vẫn đảm bảo được cái sự thoải mái như vậy luôn đấy ạ. Ngay cả cái phần khóa quần nè cũng là những đúc đính tán kim loại rất là màu sắc nổi bật luôn. Cả cái phần là nịt quần như thế này, đồng thời là mình sẽ còn có thêm cái túi phụ nhỏ bên trong nữa. Mình cho ở đây là những cái thẻ xe nho nhỏ nè anh Trí ạ. Nó đảm bảo việc không bị thất thoát, không bị mất quý vị nha. Và cả cái phần túi lớn như vậy, mình cho một ít tiền vào bên trong, rồi thêm cả là chìa khóa xe, rồi thêm một ít giấy tờ lặt vặt khi mà chúng ta đi ra bên ngoài đúng không ạ? Và kể cả đằng sau quần trong ở trong quần của ta chúng ta đó quý vị, thì ở cái phần túi sau nó sẽ có hai cái phần túi luôn ở cả hai bên như thế này đây. Mình có thể cho vào thêm một vài vật dụng khác nữa quý vị nha. Và với tông màu xanh như thế này, đây là màu xanh sáng đó quý vị. Màu xanh sáng như vậy thì nó rất là trẻ trung luôn, và rất là thích hợp khi mà chúng ta mặc đi ra những cái buổi tiệc ở bên ngoài trời nè, những cái lúc mà đi chơi uống cà phê vào những ngày cuối tuần chẳng hạn, và thậm chí là khi mà chúng ta đi học mình cũng có thể là mặc được ngay, phối hợp cùng với lại những chiếc áo thun sáng màu hay là cả chiếc áo sơ mi trắng nữa, đặc biệt phù hợp với những bạn sinh viên của nhà mình luôn quý vị nha. Hai tông màu truyền thống cơ bản nhưng mà không thể thiếu cho mỗi chiếc quần jean, thì bây giờ combo hai quần jean nam form ống suông của thương hiệu Bianago sẽ là giải pháp, một sự lựa chọn rất là cần thiết và hợp lý luôn dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là những đấng mày râu. Ngoài ra đó thì mình sẽ còn có thêm quà tặng nữa để mình gia tăng thêm số lượng sản phẩm chúng ta nhận về nhà của mình đó quý vị. Và cho dù là quần jean dài hay là quần jean quà tặng là một chiếc quần jean ngắn, thì chúng ta đều cảm thấy rất là an tâm về cái chất liệu không có chứa formaldehyde và rất là bền màu, đến từ thương hiệu Bianago trên kênh mua sắm VTV Now Shopping quý vị và các bạn nha. Vừa rồi thì Tú Trinh đã giới thiệu rất là kỹ về form dáng, về từng đường kim mũi chỉ hay là khóa cài, và ngay cả về màu sắc nữa. Còn bây giờ thì Minh Trí sẽ gợi ý cho quý vị và các bạn là cách mình phối quần áo như thế nào. Rồi. Tại sao rất là nhiều người thích mặc quần jean? Bởi vì khác với quần tây, Tú Trinh nào, quần tây nam giới thì cũng có nhiều màu lắm, màu nâu nè, màu xám nè, hay là màu đen, màu trắng, nhiều lắm, màu xanh nữa. Nhưng mà quần jean thì chỉ có những cái màu cơ bản thôi. Jean trắng hay là jean đen thì mình không nói rồi. Nhưng mà cái màu thuần túy của quần jean từ ban đầu là màu xanh. Và quần jean và áo trắng là luôn luôn được nam giới chọn lựa đầu tiên, bởi vì nó dễ chọn nè. Nhà mình thì ít nhất cũng phải có cái áo sơ mi trắng nè. Khi mà mình không thích mặc với quần tây nữa thì mình mặc với quần jean. Như hôm nay thì Minh Trí cũng đã mặc ngay với áo sơ mi trắng với quần jean để mình thay đổi một cái phong cách nó trẻ trung hơn. Và cho dù là cái áo sơ mi trắng đó mình mặc với cái quần jean màu nào, trong cái bộ combo hai màu ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể hình dung được, đó chính là khi mà áo trắng mình mặc với quần jean màu nhạt hơn như thế này, hay là áo trắng mình mặc với một cái quần jean màu đậm hơn như thế này, thì đều có thể là phối rất là dễ dàng quý vị và các bạn nha. Ở đây thì cũng đang mặc ngay một chiếc quần jean màu nhạt hơn như thế này thì rất là trẻ trung. Hay là một ngày khác mình đổi áo sơ mi trắng mình mặc với một cái quần jean cái màu nó tối hơn như thế này thì cũng rất là lịch sự và sang trọng. Và cái màu nó là cái màu đơn thuần, không có wash nè, hay là không có bị xé rách, nên rất là nghiêm trang khi mà mình đến những cơ quan công sở, hay là mình gặp đối tác khách hàng, hay là mình đi học chẳng hạn thì rất là tiện lợi. Ngày hôm nay chưa dừng lại là không những là có áo sơ mi sẵn có ở nhà đâu, mà khi mà mình muốn đi chơi mình mặc quần jean với áo thun thì chắc chắn là quần jean áo thun là một bộ đôi mà không thể thiếu ở trong tủ quần áo của nam giới. Thì chúng tôi gửi tặng kèm cho quý vị các bạn đó chính là hai chiếc áo thun trơn màu luôn, để cho giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta dễ dàng phối với quần jean chính của mình quý vị và các bạn nha. Có thể là áo thun trơn là màu trắng nè, màu xám hay là màu xanh, tuy nhiên là với cái màu sắc nào chúng ta đều có thể là phối được cả như thế này đây, cho nên giúp cho nam giới chúng ta không mất quá nhiều thời gian. Còn bây giờ quý vị và các bạn đang lăn tăn là lo lắng thêm về là mất nhiều thời gian đi ra bên ngoài hoặc là ngồi ở nhà mình theo dõi thì mình không có biết là kích thước cân nặng như thế nào thì phù hợp Tú Trinh ha. Quý vị đừng có lo nữa,
là bởi vì ngay bây giờ là chúng ta sẽ có được sự tư vấn cụ thể luôn khi mà mình gọi điện thoại đến tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping. Và cụ thể là bây giờ như anh Minh Trí đó quý vị, với trọng lượng á dao động là từ 60 đến 65 kg hoặc là từ 66 đến 70 kg thì mình có thể thoải mái chọn hai size là 31, 32, và với bộ sản phẩm của mình á thì mình sẽ có đến 4 size luôn, từ size 30 đến size 33, tức là cân nặng từ 55 kg nè đến hơn 70 kg, mình đều sẽ có size phù hợp với mình cho từng trọng lượng cơ thể khác nhau. Nếu quý vị không có cần phải lo lắng gì cả đâu ạ. Và mình là còn được đổi trả size trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng ta nhận hàng nữa. Nên bây giờ đó quý vị, mình hãy hỏi ngay là cân nặng của ông xã mình đang là bao nhiêu kg nè, cân nặng của con trai nhà mình đang là bao nhiêu kg, hay là cân nặng của ba mình cũng như vậy nữa, là quý vị đã có thể gọi điện thoại lên tổng đài của chúng tôi đặt hàng ngay bây giờ rồi. Nhưng mà xin quý vị lưu ý một điều nữa nha, là số lượng sản phẩm quà tặng là hai áo thun trẻ trung trơn màu, thêm một chiếc quần jean ngắn cùng kích thước với là quần jean mà chúng ta đã lựa chọn nữa. Số lượng quà tặng này rất là có hạn luôn và chỉ áp dụng cho 70 đơn đặt hàng trong mỗi lần phát sóng mà thôi, thì mới có thêm một bộ ba quà tặng như vậy nữa, với mức giá là 499.000 đồng. Cho nên là quý vị ạ, chúng ta phải thật sự nhanh chóng lên nha, để mình có cơ hội mua sắm ngay một lần, không mất thời gian đi lại nhiều lần nè, mà mình lại còn tiết kiệm được nhiều chi phí, bên cạnh đó là còn có thêm quà tặng nữa. Tất nhiên là quý vị không cần phải chi trả thêm bất cứ một cái chi phí vận chuyển nào đó anh Trí ha, là chi phí ship hàng đúng không nào. Chỉ cần đặt hàng ngay bây giờ với mức giá là 499.000 đồng thôi ạ, chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm này kèm với bộ ba quà tặng về tận nhà cho quý vị luôn, và tất nhiên miễn phí giao hàng trên cả nước rồi. Combo 2 quần jean nam ống suông của thương hiệu B&Go, form dáng rộng thoải mái khi vận động, chất liệu dày dặn không xù lông, đường may tinh tế và chắc chắn, không chứa formaldehyde, yên tâm để sử dụng, phong cách khỏe mạnh nam tính, dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau. Và dễ dàng phối được với nhiều loại trang phục khác nhau, từ đó mình tạo được hình ảnh năng động và đa năng hơn mỗi ngày phong quý vị, từ áo sơ mi nè đến cả những chiếc áo thun nữa. Và ngoài ra trong bộ sản phẩm này quý vị sẽ có ngay hai áo thun quà tặng và thêm một chiếc quần jean ngắn là quà tặng cho mình luôn nha. Combo đầy đủ sản phẩm dành cho phái nam. Hãy nhanh tay sở hữu mức giá hấp dẫn chỉ là 499.000 đồng. Chúng ta đã có ngay combo hai quần jean nam ống suông của thương hiệu B&Go, tặng thêm cho quý vị hai áo thun nam trơn màu và một quần jean ngắn. Kích thước quần jean ngắn tương ứng với quần jean dài mà quý vị các bạn chọn nữa. Số lượng quà tặng chỉ có hạn, áp dụng cho 70 đơn đặt hàng của mỗi lần phát sóng mà thôi. Và với áo thun quà tặng của chúng ta đến từ thương hiệu B&Go, có màu áo là áo thun màu trơn rất là năng động không quý vị. Bên cạnh đó là còn có phong cách trẻ trung thời trang nè, phù hợp với mọi hoàn cảnh và nhiều độ tuổi khác nhau luôn. Mình có thể kết hợp trực tiếp áo thun quà tặng cùng với sản phẩm chính để mang đến phong cách năng động mỗi ngày, tạo cảm giác thoải mái và tự tin khi chúng ta mặc nữa. Với áo thun nam của thương hiệu B&Go, thiết kế trẻ trung, đường chỉ nổi đẹp mắt, chất liệu thun co giãn, độ bền cao, sợi thun mát mịn, không nóng bức khi vận động nhiều. Và đây là bản kích thước tham khảo để quý vị chúng ta có thể dễ dàng mua sắm đặt hàng ngay bây giờ luôn. Với cân nặng của chúng ta dao động từ 55 đến hơn 70 kg, mình sẽ có từng size phù hợp, từ size 30 đến size 33. Điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, mình sẽ được nhận tư vấn cụ thể chính xác về size, trọng lượng cơ thể của mình quý vị nha. Nhanh chóng đặt hàng để có ngay bộ quà tặng chất lượng cùng với mức giá ưu đãi. Như vậy là hơn một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất nhanh, một chương trình mua sắm về thời trang dành riêng cho nam giới. Các quý ông quá bận rộn không có nhiều thời gian đi ra bên ngoài, hay là chúng ta đang mong muốn có những chiếc quần jean phải trơn màu, form dáng chuẩn và lịch thiệp cũng như trẻ trung và năng động trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi mang đến cho cô các bạn đến từ thương hiệu B&Go. Trong chọn một bộ sản phẩm, chúng ta sẽ có là hai chiếc quần jean dài và hai màu sắc khác nhau, một màu đậm và một màu nhạt hơn. Với những cái màu xanh truyền thống chắc chắn là nam giới sẽ rất là yêu thích, và để dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục sẵn có bên trong tủ quần áo của mình. Ngày hôm nay mức giá rất là hấp dẫn để chúng ta sẽ có ngay hai chiếc quần jean đó. Mức giá chỉ là 499.000 đồng, chưa dừng lại. Bạn là một trong 70 đơn đặt hàng khách hàng đầu tiên thì còn có thêm quà tặng hấp dẫn nữa quý vị nha. Quà tặng của chúng ta là thêm hai chiếc áo thun trơn màu với kiểu dáng trẻ trung đến từ thương hiệu B&Go luôn, và thêm cả một chiếc quần jean ngắn cùng kích thước với lại quần jean chính mà chúng ta đã lựa chọn nữa quý vị ạ. Như vậy tức là mình sẽ có được ba chiếc quần jean nam của thương hiệu B&Go và thêm hai chiếc áo thun thời trang nữa. Tất cả với mức giá chỉ là 499.000 đồng và không mất bất kỳ thêm một khoản chi phí nào. Chúng tôi giao hàng về tận nhà cho quý vị, miễn phí giao hàng cho mình 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Có đến 4 size cho mình thoải mái lựa chọn quý vị ơi, từ M, L, XL và cả 2XL, và cân nặng dao động từ 55 đến hơn 70 kg nữa. Cho nên là mình đặt hàng ngay bây giờ cho ông xã của mình, cho các con trai của mình hay là cho ba của mình ở nhà thì đều có thể phù hợp ngay quý vị nha. Nhanh chóng đặt hàng ngay, mỗi lần phát sóng chỉ có 70 cơ hội nhận được thêm quà tặng chất lượng thôi.
Thưa quý vị, quần jean thì chắc chắn là có nhiều màu sắc khác nhau. Thế nhưng một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được là từ xưa đến nay thì quần jean bao giờ màu sắc nổi bật nhất và truyền thống nhất và chủ đạo nhất vẫn là màu xanh, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ có đến hai tông màu xanh cho quý vị lựa chọn luôn nha. Màu xanh đậm và cả là một màu xanh nhạt hơn một chút luôn. Và cả hai tông màu xanh này, quý vị nhìn xem là mình có thể phối hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau, từ những chiếc áo thun sáng màu, tối màu hay là trung tính nữa, hay là cả những chiếc áo sơ mi mình đều có thể dễ dàng phối hợp được ngay luôn. Mình mặc đi làm là mình có màu xanh đậm hơn, xanh truyền thống nào quý vị. Mình mặc đi chơi thì mình sẽ có màu xanh sáng hơn một chút nữa. Nhưng mà nhìn chung thì thiết kế của sản phẩm này nó phù hợp cho những đối tượng mà đứng mày râu khác nhau đó anh Trí à. Từ những người lớn tuổi nè, những bạn trẻ của chúng ta nè, hay là các anh chị mà đang làm công việc văn phòng nữa, các anh mà đang ở tuổi trung niên vẫn có thể là dễ dàng mặc ngay quý vị nha. Với thiết kế rất là trẻ trung như thế này đây, cùng với những cái đường chỉ may tinh tế chắc chắn và nổi bật nữa, làm nổi lên phong cách cho chính người sử dụng luôn. Ngoài ra thì cả phần túi ngoài nè, cả phần túi trong và cả hai túi đằng sau ở hai bên hông quần nữa, giúp cho mình có thể để được nhiều trang phục khác nhau, giúp cho mình là tự tin khi mà chúng ta mang đến nhiều trang phục khác quý vị nha. Ví dụ như bây giờ Trinh có một chiếc điện thoại di động ở đây, và khi mà chúng ta đi ra bên ngoài đó quý vị, mình có thể là cho điện thoại vào phía trước nè, hoặc là chúng ta có thể là cho ngay điện thoại vào phía bên hông quần như thế này đó, nó rất là gọn gàng như thế này luôn. Mình cho thêm là ví da, cho thêm là bóp tiền vào bên trong nữa quý vị nha. Rồi còn bây giờ khi mà chúng ta quay trở lại phía mặt đằng trước thì mình sẽ có chất liệu quần rất là mềm như thế này, nhưng mà vẫn đảm bảo được là cái độ cứng vừa đủ khi mà chúng ta mặc lên, form dáng suông từ cái phần hông của chúng ta là quý vị, đến cả cái phần đùi và cả phần bắp chân của mình luôn. Nó tạo được cái sự đứng đắn, lịch sự trong nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp khác nhau mà những đấng mày râu chúng ta phải xuất hiện quý vị nha. Từ khi các bạn trẻ chúng ta đi học nè, ở trên giảng đường mỗi ngày nè, chúng ta đi học thêm, chúng ta đi dã ngoại, chúng ta đi hẹn hò, đi chơi, hay là những đấng mày râu lớn tuổi hơn một chút chúng ta mặc đi làm, cũng vẫn rất là dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau đó quý vị. Dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau, và bên cạnh đó chính là việc chi phí. Khi mà ở bên ngoài, nếu như mà chúng ta đã biết rồi, mình đến cửa hàng, đến trung tâm thương mại, đến siêu thị, mình mua một chiếc quần jean thôi thì cũng đã vài trăm ngàn rồi. Mà mình mua hai quần jean với hai màu khác nhau để mình dễ dàng phối chẳng hạn thì cũng đã gần khoảng 1 triệu đồng quý vị và các bạn nha. Nhưng mà hôm nay một sự kết hợp giữa thương hiệu Vinago và VTV Now Shopping mà chỉ áp dụng cho 70 khách hàng đầu tiên đặt hàng trong mỗi lần phát sóng thôi, thì chúng ta có ngay mức giá là 499.000 đồng. Mình được ngay hai quần jean dài ống suông và hai màu sắc đậm với nhạt khác nhau, là những cái màu xanh cơ bản của quần jean như thế này, để giúp cho nam giới là an tâm tiết kiệm chi phí mua sắm, tiết kiệm được thời gian để chọn lựa trên kênh mua sắm. Bởi vì không cần phải đi ra bên ngoài quý vị, các bạn chỉ cần ngồi ngay tại nhà xem TV thôi trên kênh mua sắm của VTV Now Shopping quý vị và các bạn nha. Rồi 70 đơn đặt hàng đầu tiên đó còn được tặng thêm quà nữa, đó chính là một chiếc quần jean ngắn, bởi vì rất là tâm lý. Quần jean dài thì cần thiết cho những cái ngày trinh chính trong tuần. Đúng còn rồi. Cuối tuần thì đôi khi cuối mình tuần. Đi cà phê với bạn bè, đi chơi, đi công viên chẳng hạn, thì chúng ta thích mặc quần jean ngắn, quần sọt như thế này thì rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Và chưa dừng lại thì chúng ta còn có thể là phối thêm với những cái bộ quần áo sẵn có, với những cái áo thun, với những cái áo sơ mi ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Ví dụ như là mình phối với lại cái áo sơ mi trơn màu chẳng hạn, và đặc biệt là phối với áo sơ mi trắng như là mình Trí đang mặc ở đây, cùng với cái quần jean dài như thế này, mình mặc với lại giày thể thao chẳng hạn, hay là đúng mình rồi. với giày tay thì đều được cả quý vị nha. Còn nếu như cuối tuần thì sao, quý vị các bạn muốn thay đổi với một cái quần jean dài như thế này thì chúng ta cũng có thể là đổi với quần sọt, quần jean ngắn như thế này là quà tặng. Và cái kích thước của quần jean ngắn thì sẽ bằng với kích thước quần jean dài luôn, cho nên là rất là an tâm. Nếu như mà các bạn trẻ hơn thì mình sẽ thích là mình xăng cái lên. Gấu quần đó. Lên như thế này thì rất là tiện lợi. Hoặc là đối với những người trung niên hơn chẳng hạn, các chú hay các bác, thì chúng ta cũng có thể là để sọt như thế này và mình mang với lại giày mọ chẳng hạn, thì cũng rất là trẻ trung nè, rất là năng động và rất là nam tính. Áo sơ mi cũng được, hoặc là áo thun cũng được cả quý vị và các bạn nha. Ở đây là áo sơ mi trắng với lại quần jean dài, hoặc là nếu mà mình muốn thay đổi thì mình mặc áo thun trắng luôn. Với lại quần sọt jean như thế này thì cũng rất là tiện lợi cho nhiều cái môi trường khác nhau và nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Tuy nhiên quà tặng chỉ có giới hạn mà thôi quý vị nha. Quà tặng có giới hạn là bởi vì với mỗi lần phát sóng như vậy đó quý vị, chỉ có 70 đơn đặt hàng thành công được ghi nhận tổng đài của chúng tôi, thì mình sẽ được nhận tặng thêm là 70 bộ sản phẩm quà tặng, bao gồm là hai chiếc áo thun với kiểu dáng rất là trẻ trung, đơn giản nhưng mà không hề lỗi mốt đó quý vị, của thương hiệu Vinago luôn, và thêm một chiếc quần jean ngắn như thế này cùng kích thước với lại quần jean chính và số đo mà mình đã lựa chọn ngay từ đầu nữa. Và với bộ sản phẩm quà tặng lấy 3 món như vậy, tức là mình nâng cái tổng số lượng sản phẩm mình nhận về ngay tại nhà của mình cho một lần mua sắm lên đến là 5 món đó anh Trí à. Nhưng mức giá thì không hề thay đổi đúng không ạ? 499.000 đồng, và không cần phải trả thêm một khoản chi phí vận chuyển nào đâu quý vị ơi. Chúng tôi giao về tận nhà cho mình luôn. Nếu như mà ông xã của mình là ngại khi mà mua sắm nè, hoặc là không quan tâm nhiều về việc mua sắm, hoặc là các bạn trẻ của nhà mình là chuẩn bị đi học rồi cũng muốn là sẽ có những chiếc quần mới
nói như vậy thì những chị em phụ nữ của chúng ta đang theo dõi chương trình này hãy là những người thật là tâm lý và tinh tế một chút các chị em nha. Điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, chỉ cần nói số đo cân nặng thôi thì chúng tôi sẽ có tư vấn cụ thể về size cho quý vị luôn. Không biết là tất cả các thành viên nam giới ở trong chính gia đình của quý vị cân nặng được bao nhiêu thì chúng ta cũng có thể là theo dõi qua bảng kích thước tham khảo đang hiển thị trên TV gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kích thước khác nhau, với kích thước từ 30 đến 33 tương ứng cho cân nặng từ 55 đến trên 70 kg. Tùy theo nam giới nhiều độ tuổi, có thể là mình thích mặt form nó hơi ôm một tí hoặc là thích mặt form rộng hơn một tí thì chúng ta có thể là dao động và linh động trong nhiều kích thước như thế này, hoặc là được đổi trả kích thước trong vòng 7 ngày nếu như quý vị và các bạn không ưng ý qua số tổng đài đang được hiển thị trên màn hình TV gia đình của mình để các bạn tổng đài viên được tham khảo cho quý vị và các bạn. Hoặc là chúng ta cũng có thể gọi điện vào số tổng đài để đặt hàng ngay khi mà mình biết được là mình sẽ chắc chắn mình mặc với cái kích thước đó, và mức giá nhận hàng ngay tại nhà chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Hai quần jean dài ống suông quý vị và các bạn nha, một màu đậm, một màu xanh nhạt hơn, và 70 đơn đặt hàng đầu tiên tặng thêm hai áo thun và một quần jean ngắn của thương hiệu Bianago. Hãy nhanh chóng đặt hàng và chúng tôi không tính thêm chi phí vận chuyển trên 63 tỉnh thành trong cả nước quý vị nha. Combo hai quần jean nam ống suông của thương hiệu Bianago, phong dáng rộng, thoải mái khi vận động, chất liệu dày dặn không xù lông, đường may tinh tế chắc chắn, không chứa formaldehyde yên tâm sử dụng, phong cách khỏe mạnh nam tính và phối với nhiều trang phục khác nhau. Dễ dàng phối được với nhiều loại trang phục khác nhau, từ áo sơ mi nè, hay là cả áo thun quà tặng nữa. Và ngoài ra thì quý vị đừng quên mua sắm ngay combo đầy đủ sản phẩm dành cho phái nam của nhà mình quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu combo hai quần jean nam ống suông của thương hiệu Bianago, mức giá hấp dẫn chỉ 499.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn, áp dụng cho 70 đơn đặt hàng mỗi lần phát sóng để nhận thêm quà tặng hai áo thun nam và một quần jean ngắn cùng kích thước với quần jean dài quý vị nhé. Và với áo thun nam, quà tặng Bianago có áo thun màu trơn năng động đó quý vị, và đây là phong cách trẻ trung thời trang mà chúng ta dễ dàng phối hợp luôn với sản phẩm chính của mình nha, phù hợp với mọi hoàn cảnh và nhiều độ tuổi khác nhau, từ đó tạo cảm giác thoải mái tự tin cho người mặc. Áo thun nam Bianago thiết kế trẻ trung với đường chỉ nổi đẹp mắt, chất liệu thun co giãn, độ bền cao, sợi thun mát mịn, không nóng bức khi vận động nhiều. Và bên cạnh đó thì quý vị yên tâm khi mình sẽ có ngay bản kích thước ngay sau đây, với cân nặng dao động từ 55kg đến hơn 70kg sẽ đều có ngay từng size phù hợp cho chính mình và được đổi trả size trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng ta nhận hàng nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ để có ngay mức giá hấp dẫn và thêm 3 quà tặng quý vị ạ. À. Những phút đặt hàng cuối cùng, mức giá chỉ là 499.000 đồng thì quý vị và các bạn đã có ngay trọn một combo hai chiếc quần jean dài ống suông của thương hiệu Bianago quý vị và các bạn nha, áp dụng cho 70 đơn đặt hàng đầu tiên để có thêm quà tặng hấp dẫn. Thưa quý vị, quà tặng hấp dẫn của chúng ta đó chính là thêm hai chiếc áo thun nam thời trang như thế này, cũng đến từ thương hiệu Bianago luôn, và thêm một cả một chiếc quần jean ngắn với lại cùng cái kích thước mà chúng ta lựa chọn cho sản phẩm chính của mình nữa, là quý vị có thể gia tăng thêm số lượng sản phẩm mà chúng ta nhận về ngay tại nhà của mình là 3 quà tặng, bao gồm một quần jean ngắn, hai áo thun thời trang và combo hai quần jean nam form ống suông của thương hiệu Bianago với mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Mình phối hợp lại cùng với nhau thì mình sẽ có nhiều bộ trang phục khác nhau mỗi ngày, và mức giá lại còn ưu đãi như vậy nữa, không mất thời gian đi ra bên ngoài, không phải mất thời gian để mà chúng ta mua sắm nhiều lần, và không mất bất kỳ thêm một khoản chi phí vận chuyển nào quý vị nha. Nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ để mang đến sự tự tin dành đến cho người mặc và cả sự thoải mái khi mà chúng ta vận động thường xuyên nữa. Thời gian mua sắm không còn nhiều, chúc cho quý vị đặc biệt lớn mày râu sẽ luôn luôn tự tin cách thời trang của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvvinda.vn.